Xin chào các bạn, tôi đang ở triển lãm ô tô của Indonesia. Indonesia là một đất nước có dân số lớn thứ tư trên thế giới. Nói thế để và lãnh thổ của nó thì nó gấp khoảng 6 lần Việt Nam. Nói thế thì các bạn có thể biết rằng là Indonesia là một quốc gia rất là lớn và đương nhiên ở Đông Nam Á nó là số 1. Và trong cái triển lãm này thì tôi đang ở gian hàng của Mitsubishi. Trước mắt bên cạnh tôi có một cái mẫu xe điện đúng chuẩn Keika của Nhật Bản và tôi sẽ giới thiệu các bạn xem mẫu này có gì hay ho so với những cái mẫu xe điện mini đang giới thiệu tại Việt Nam. Tên của con này nó là EKX. Mẫu xe này được trang bị một cục pin là 20 kWh và đi được là khoảng 180 km cho một lần sạc. Chuẩn sạc của nó là Type 1 hoặc là CHAdeMO. Đó. Cái xe này nó cũng có công suất là khoảng 60 mã và đạt dập khoảng 198 Nm. Có nghĩa là với một cái đô thị thì nhu cầu về đô thị thì nó quá đủ. Vậy thì các bạn có thể nhìn thấy hình dáng của một chiếc cây ca, đúng không? Nó vuông chằn, nó như các bạn có thể nhìn thấy rằng như là các bạn dùng cái dao các bạn cắt miếng, thế xong cắt miếng là xong một cái xe rồi, rất đơn giản về thiết kế nhưng nó lại có một cái hữu dụng rất là cao, đó là không gian nội thất lớn nhất cho một cái kích thước nhỏ gọn nhất. Các bạn thấy thật sự là quá đáng yêu luôn. Ở trước này thì tôi thấy rằng là chiếc xe này được trang bị rất là đủ nhá. ADAC có ADAC này, có CAM360, có ADAC, có CAM360, có auto parking nha, có tự động đỗ xe luôn. Trên giá thì tôi chưa biết là cái xe này là bao nhiêu, nhưng mà về mặt thiết kế thì các bạn có thể nhìn thấy rằng nó khá là đẹp và hiện đại, đúng cái kiểu thiết kế của gần đây của Mitsubishi. Tôi sẽ cố gắng tôi lên đây. Ở phía đằng này thì mâm này rất đẹp luôn, mâm 160, mâm 165 55 R15 75V, có 75V là cái lốp này cũng là cái lốp khá là mềm, trông yêu đúng không? Đấy. Cái chỗ các bạn khoang thì nhìn cái chiều dài cơ sở này rất là lớn, trông rất đáng yêu. Đi vào đây, vào đây. Đằng sau đi. Các bạn có nhìn thấy không? Nó cũng chặt vuông này luôn, đèn đằng sau rất là đẹp. Đấy, đèn sau rất là đẹp và nó tận dụng từng cm thể tích một. Mở lên này. Đó. Khi các bạn chở 4 người xong nhá, là các bạn vẫn còn có chỗ để đặt được khoảng độ một cái vali cabin ở đây. Thế nào, ở đằng sau này nó có gì không? Không có gì cả các bạn ạ. Trông rất yêu, cực kỳ đáng yêu luôn. Đi đằng này. Nội thất này, các bạn có thể này. Đây cửa sạc này. Đấy, cổng sạc, một cái này là Type 1 này. Một cái này là CHAdeMO này. Đấy. Trông đáng yêu không? Đấy. Nên đây có một cái là nó là một xe đô thị, các bạn có thể nhìn thấy là nó là cái sàn phẳng luôn. Đấy. Đi ra đi vào các bạn có thể ghế ngồi cũng làm kiểu ghế phẳng luôn. Ghế phẳng thì các bạn có thể thấy như thế này là nó rất là đa dụng. Ngồi có thể là không quá sướng nhưng nó rất là đa dụng, một cái không gian lớn, cực kỳ lớn luôn. Rộng rãi thoải mái. Các cái hộc để đồ nhiều vô kể luôn. Tất cả không gian cửa tắp đi nó rất là nhỏ, rất là mỏng. Ở phía trên này nó cũng bỏ luôn cái phần yên ngựa ở đây đi. Các bạn có thể nhìn ra, bỏ luôn hộc để đồ ở đây này, bỏ luôn đi để các bạn có thể di chuyển được từ bên này sang bên kia một cách dễ dàng hơn. Đó, rất là dễ dàng và không gian nó tận dụng đúng là kiểu từng cm một. Trông đáng yêu. Đây cũng có một cái màn hình rất đặc trưng của Nhật nha, màn hình rất đặc trưng của Nhật luôn, là viền rất là to, và có một số những cái phím cứng, chứ nó không full cảm ứng như một số cái khác. Cần số này, các bạn có thể nhìn thấy này, cần phanh điện tử này, đấy, có đủ luôn. auto parking ở đây. Các bạn có nhìn là auto parking này. Đấy. Có cổng Type C và cổng USB Type A luôn nhá. À, nhưng mà có một cái điều là các bạn có thể nhìn thấy cái vô lăng này. Các bạn thấy nó giống cái gì không? Nó giống cái vô lăng của xe Nissan ấy. Các bạn thấy đúng không? Giống luôn. Đấy, ở đây có ADAC này. ADAC này, căn khoảng cách này. Đấy. Đủ luôn. Nói chung là nếu chiếc xe này về Việt Nam thì các bạn có thích không? Các bạn chọn xe này hay là chọn chiếc Uling Hồng Quang Mini EV? Tôi thì tôi sẽ chọn chiếc xe này, bởi vì về mặt chiều rộng nhá, nó không lớn hơn chiếc Hồng Quang Mini là bao nhiêu cả. Chiều dài nó cũng không dài hơn bao nhiêu cả, nhưng nó lại được một cái ưu việt là nó 4 cửa, rộng rãi hơn rất nhiều và thực sự nó rất là đáng yêu. Còn các bạn có thích cái mô hình của xe KK này không? Và nếu mà các bạn thích thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nhưng mà khó mua thật. Tôi đang định bảo là chúng ta có thể mua, nhưng mà nó khó mua thật vì có ai mang về đâu mà mua. Nhưng thực sự nó là một chiếc xe rất đáng yêu. Cái chiếc xe này mà nó về Việt Nam tầm khoảng độ dưới 400 triệu thì tôi sẽ mua ngay đấy. Thật sự đáng yêu cực.